Gia đình vợ chồng anh chị Vân Ninh thì ngày hôm nay là đội hai làm bốn món. Món đầu tiên đó là món bò của cuộn nấm kim châm và chấm với cả sốt marinade. Món thứ hai là món bò cuộn lá lốt và chấm với mắm nêm. Món thứ ba là món bò xào và món cuối cùng là món salad. Wow, như là với ba món này nó có đại diện của ta. Đường ngon, đó là cái sự thành công. Thì Thanh Hòa thấy cũng có một cái đội, họ thấy là rất là tốt. Cũng như Robert có nhận xét, đó là đội 2 thì Thanh Hòa thấy rằng đội 2 cũng làm khá là chỉnh chu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.